Tử vi tuổi Canh Ngọ 1990, tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Canh Ngọ là những người rất năng động, nhiệt tình nhưng thiếu sự thực tế. Đôi khi họ đặt ra quá nhiều mục tiêu mà không thể hoàn thành được. Họ thích khám phá nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống và không ngừng học hỏi, thu thập những kiến thức xung quanh. Họ thẳng thắn trong mọi vấn đề và ghét những con người giả tạo, lắm mưu, nhiều kế. Tuy nhiên, đôi khi gặp phải khó khăn trong cuộc sống, họ lại trở nên ỷ lại, sợ sẫm, trông cậy vào người khác mà không tự mình giải quyết những rắc rối. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Canh Ngọ trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Canh Ngọ sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Canh Ngọ trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và gia chủ Canh Ngọ nói riêng là những người luôn tôn thờ tự do, độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Tuổi Canh Ngọ 1990 mệnh lộ bằng thổ, có tấm lòng lương thiện hay giúp đỡ người khác. Họ sống ngay thẳng, chân thật, cũng thường giúp đỡ mọi người nên được bạn bè quý mến. Tuy nhiên, họ có một nhược điểm chí mạng, đó là ăn nói không khéo léo, sẽ làm phận lòng người khác lúc nào mà không hề hay biết. Họ hợp với người cùng lứa hơn là những người lớn tuổi. Người tuổi Canh Ngọ không phải là những người khéo léo, không thích hợp với các hoạt động đầu tư nên an phận để con đường tài lộc được bình ổn. Tất cả những kế hoạch đã lên, họ sẽ cố gắng hết sức để thực hiện. Điều đó khiến cho cấp trên rất ưng ý. Xem vận mệnh người tuổi Canh Ngọ thì cơ hội thăng tiến của con giáp này vô cùng rộng mở. Do tính cách người tuổi Canh Ngọ không dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác, dù là bị phê bình nhưng họ cũng không vì thế mà suy sụp tinh thần. Khi những người khác bận rộn với đủ nỗi lo thì họ vẫn giữ được vẻ thong dong, tưởng chừng như chẳng có điều gì khiến họ quan tâm. Kỳ thực, họ là người biết mình muốn gì, họ chỉ quan tâm đến việc đạt được mục đích, còn những việc khác hoàn toàn không phải là thứ quan trọng. Canh Dương Kim gặp Ất Âm Mộc nên được gọi là chính quan, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Canh Ngọ. Nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt thì sẽ có được tài lộc. Sự phát triển tốt đang chờ đợi quý gia chủ ở phía trước. Xem tử vi tháng 6 âm lịch cho thấy, mọi phương diện trong sự nghiệp của những người tuổi Canh Ngọ nhìn chung khá ổn định. Sự nghiệp phát triển, tài lộc khởi sắc. Chuyện tình cảm lứa đôi đang trên đà tiến triển tốt. Những người tuổi Canh Ngọ sẽ tìm được hạnh phúc, đích thực thuộc về mình trong khoảng thời gian sắp tới. Trong tháng 6 âm lịch cũng sẽ giúp cho chuyện làm ăn kinh doanh cũng như công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi. Những mối nhân duyên tốt sẽ tạo ra quan hệ tốt, hợp tác cùng nhau phát triển. Bên cạnh đó, trong năm 2021, gia chủ tuổi Canh Ngọ phạm phải hại thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không được may mắn trong năm. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Mậu Ngọ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát
được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Canh Ngọ. Để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Canh Ngọ trong tháng 6 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp. Trong tháng này, gia chủ tuổi Canh Ngọ hoàn toàn có thể mong đợi sự phát triển, khởi sắc của sự nghiệp. Với may mắn trong công việc, gia chủ tuổi Canh Ngọ sẽ được thăng chức trong tháng này. Gia chủ sẽ dễ dàng để đạt được nhiều thành tích trong công việc và những nỗ lực của gia chủ được cấp trên công nhận. Trong tháng 6 âm lịch, tử vi nhắc nhở gia chủ tuổi Canh Ngọ cần phải cẩn trọng kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Bản mệnh cần phải cẩn trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan, thiếu chỉn chu trong công việc. Nếu không, sẽ bị tiểu nhân lợi dụng cơ sở mà lấy mất vị trí của mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất, hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với gia chủ, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Canh Ngọ để vật phẩm mà lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Xem từ khi tháng 6 âm lịch, gia chủ tuổi Canh Ngọ không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại may mắn về tài lộc, các khoản đầu tư vào thời gian rảnh rỗi cũng sẽ tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, gia chủ cũng không thể quá ngông cuồng và lãng phí. Thời điểm này, cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Tài vận có dấu hiệu tiêu hao ngoài tầm kiểm soát, dù được người khác nhắc nhở, bản tính khó thay đổi, đường số cố chấp, bảo thủ khiến tiền mất, tật mang. Tháng này không thích hợp để gia chủ tuổi Canh Ngọ đầu tư vào các dự án bất động sản, nhất là hạng mục có mức độ rủi ro cao. Nên nhớ, dù làm bất cứ việc gì cũng không nên quá bảo thủ, cần lắng nghe ý kiến, góp ý của người thân, gia đình, nếu không gia chủ sẽ mất tiền oan. Đặc biệt, để có thể kích tài lộc và mọi việc được hanh thông trong thời gian này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Canh Ngọ hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí, nghênh đón quý nhân tương trợ, gia chủ trong công việc, trong làm ăn và kinh doanh trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Chuyện tình cảm của gia chủ có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Những người độc thân chinh phục được ánh mắt của bạn bè khác giới trong những buổi tụ tập nhờ tính cởi mở và hài hước của mình. Bản mệnh sẽ quen được những người bạn chân thành, có cơ hội tìm được người như ý muốn. Người đã có gia đình nhìn chung gia đạo khá bình ổn, vợ chồng sống bên nhau không thể tránh khỏi đôi lúc có xung đột. Nhưng nếu cả hai đều nhường nhịn nhau, cùng chung tay bảo vệ hạnh phúc gia đình thì chuyện lớn đến đâu cũng hóa thành nhỏ. Vấn đề không còn nghiêm trọng nữa, tuy nhiên gia chủ chỉ cần giao tiếp nhiều hơn với người bạn đời và lắng nghe nhau. Hãy dành thời gian này cho vợ chồng và các con. Một chuyến ra ngoại sẽ khiến tình cảm của gia đình gắn bó, đoàn kết hơn. Đặc biệt trong thời gian này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Canh Ngọ hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đặc biệt gia chủ tuổi Canh Ngọ còn năng độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Gia chủ tuổi Canh Ngọ sẽ có sức khỏe tốt trong tháng này. Gia chủ thường tham gia vào các hoạt động khác nhau trong thời gian rảnh rỗi. Điều này giúp gia chủ tràn đầy năng lượng. Những gì mọi người cần làm là cắt giảm thức khuya có thể gây ra thiệt hại cực. Những gì gia chủ cần làm là cắt giảm thức khuya có thể gây ra thiệt hại, không thể phục hồi cho cơ thể. Ngoài ra, gia chủ cần cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, giữ chế độ ăn uống hợp lý và giờ thường xuyên.
Ngoài ra, gia chủ nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Thầy phong thủy khuyên gia chủ tuổi Canh Ngọ hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ, tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ cho tháng 6 âm lịch để gia chủ tuổi Canh Ngọ có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, kết thúc vào ngày 29 tháng 6, từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Ất Mùi nạp âm sa trung kim, tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão, hợi thành mộc cục, xung sửu, hình sửu, hại tí, phá tuất, tuyệt sửu. Tháng này không phải quá đen đủi đối với những người tuổi Canh Ngọ, cần chú ý những ngày sau. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 6 tháng 6, tức ngày 15 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, giáp tí. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 5, tức ngày 27 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, bính tí. Đây là những ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ tuổi Canh Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời, để công việc được thành công may mắn, kích công danh tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Canh Ngọ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 1 tháng 6, tức ngày mùng 10 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, nạp âm, thiên thượng hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch 13 tháng 6, tức ngày 22 tháng 7 dương lịch, nạp giáp Tân Mùi, nạp âm, lộ bằng thổ. Thứ ba, ngày âm lịch 25 tháng 6, tức ngày 3 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Quý Mùi, nạp âm, dương liễu mộc. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Canh Ngọ trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị những kiến thức chuẩn chỉnh. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.